dẫn lời một quan chức israel giấu tên đài acb nêu cho biết theo avid sẽ không đồng ý chấm dứt chiến tranh với lực lượng phong trào khởi giáo hamas như một phần của bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào trong khi đó tại cairo ai cập lực lượng hamas và các nhà trung gian đàm phán của ai cập đã đạt được đồng thuận về nhiều vấn đề bất đồng Cụ thể, Hamas đã nhất trí thực hiện giai đoạn đầu tiên của đề xuất thỏa thuận trả tự do cho con tin với điều kiện Mỹ đảm bảo rằng các lực lượng của Israel sẽ hoàn toàn rút khỏi Gaza sau 124 ngày, thời điểm cả ba giai đoạn của thỏa thuận được hoàn tất. Quan chức trên, được cho là nắm rõ các cuộc đàm phán trong diễn ra, đã nói rằng tránh ngược với những thông tin đang lan truyền, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Israel sẽ không đồng ý chấm dứt chiến tranh như một phần của thỏa thuận trả tự do cho các con tin như quyết định của cấp trên, lực lượng phòng vệ Israel sẽ tiến vào Rafa và tiêu diệt các nhóm Hamas còn lại ở đó. Cho dù có lệnh ngừng bắn tạm thời để trả con tin hay không, những lời của quan chức trên phủ nhận các thông tin mà truyền thông Ả Rập trước đó đưa tin cho rằng Mỹ đảm bảo Israel rút khỏi quân khỏi Gaza sau một thỏa thuận ngừng bắn ba giai đoạn được ký kết. Israel đã nhiều lần bác bỏ việc chấm dứt cuộc chiến với Hamas ở Gaza như một điều kiện đạt được thỏa thuận thả tự do con tin.